Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái lan kiếm nhà mình nha các bạn. Đây là nó đang ra hoa đây các bạn. Cái nhánh hoa rất là dài nè, tuốt ở phía trên đây luôn nè các bạn. Trên cái nách cái cây nè, đó. À, rồi nó dài xuống nè các bạn. Cái mặt hoa rất là đẹp. Các bạn thấy mặt hoa ha. Quá đẹp luôn á. Rồi nó dài xuống cả mét vậy đó các bạn ơi. Này mình lấy ra cho các bạn xem nè. Đó. Dài lắm luôn á. À, vẫn còn. À, mình treo nó trên cái gốc nhãn á các bạn, và nó dài đụng đất luôn á các bạn ơi. Đó, lan kiếm. Và một năm thì cái mùa này nó mới bắt đầu ra hoa các bạn. Đó, lan kiếm nó mới bắt đầu ra hoa. Các bạn thấy mặt hoa rất là đẹp. Cái này là lúc trước mình trồng ở trên cái mình trồng trong cái sơ dừa, vỏ dừa các bạn. Nè, nó đụng tới đất luôn nè các bạn. Nè, cái bông đụng tới đất luôn nè. Đó, mình trồng cao ở trên cái gốc nhãn này, mình ghép trên gốc nhãn này nó đụng tới đất luôn. Bên đây một giò nữa nè. Giò nó đang dài ra nè. Đó. Và tương lai nó cũng sẽ là đụng tới đất đó các bạn. Hôm trước bên đây có một cái vòi nữa. Vòi bên đây dài hơn nữa nhưng mà biền cháu nó ngắt rồi các bạn. Đó, cháu nó chơi nó ngắt rồi, rất là uổng. À, mặt hoa rất là đẹp luôn nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ngắt hên khúc rồi, uổng, rất là uổng. Đây, nguyên cây lan kiếm của mình bỏ ở trên cái gốc nhãn này. Trên gốc nhãn này nó rất là nhiều cái cây. Nhiều cây lan mình ghép nó lên trên đây. Rồi qua bên đây có một cái vòi bên đây nữa nè các bạn. Nè. Đó. Đang ra cái bồn bên đây nữa nè. Nè, nguyên cái bụi lan kiếm của mình. Đây. Đó. Bồ hoa này cũng rất là dài rồi nè. Đó, tương lai vài ngày sau nữa là nó sẽ đụng đất đó các bạn. Dài nó thòng xuống đụng đất luôn á. Đây các bạn thấy không? Này lan kiếm này, lá của nó nè. Đó, tới khi mà mình trồng á, nhiều khi mình chỉ nhìn cái ngắm cái bộ lá của nó thôi cũng rất là đã các bạn. Đó, các bạn thấy không? À, mặt hoa rất là đã, rất là đẹp. Đó, mình trồng mà mình thích cái mùa này, nó ra rất là dài như thế này. Nó thòng xuống nó dài như thế này nè các bạn. Và đây mình có hai cái chậu. Trong chậu nè các bạn. Kiếm nó trong chậu nè. Các bạn nhìn thấy lá không? Đã không? Hôm trước nó cũng ra một cái vòi hoa dài lắm rồi. Cái này là mình để dưới đất. Nè, ra một cái vòi chỗ này nó tàn rồi nè. Đó, này mình để dưới đất là mình đang chuẩn bị mình kiếm một cái chỗ cao cao mình để nó lên. Đó, mai mốt nó có hoa nó sẽ thòng xuống rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy ha, lan kiếm. Nhìn cái lá cũng rất là đã. Những thanh kiếm. Chắc là đã luôn. Đấy các bạn ha, nhìn thấy mướt rượt luôn á các bạn. Này chuẩn bị ra. Đó. Này mình chỉ trồng trong cái vỏ dừa thôi các bạn. Các bạn tách nó ra ha, ốp vào trong vỏ dừa rồi treo máng lên thôi, rất là dễ trồng. Cái loài lan này rất là dễ trồng. Không cần tưới nước gì nhiều luôn á các bạn. Đây ha, hôm nay mình cho các bạn xem cái lan kiếm nhà mình ha. Đó thì cái gốc này mình ghép rất là nhiều lan trên đây. Bạch cầu nữa, hôm trước bạch cầu này cũng có hoa rất là nhiều rồi. Mà mình không có dịp để quay cho các bạn ha, hẹn lần sau. Mình sẽ quay cái thằng bạch câu này, nó có hoa mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, rồi giả hạt. Rồi ở đây hạt dĩ. Đó, rồi ở đây nó có vũ nữ nữa. Rồi cả ở phía trên này nè, xương cá nữa nè các bạn. Trong cái gốc nhãn này mình rất là nhiều cây dendro. Đó. Rồi, đó, hôm nay mình cho các bạn xem cái phần lan kiếm của nhà mình ha. Xem lại mặt hoa nha các bạn. Đây, mặt hoa nó đây. Lưỡi rất là đẹp luôn, có đốm. Đó, các bạn thấy không? Trọc có đốm, lưỡi rất là đẹp. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.